Review 2 phút với mẫu xe tải Thaco Olin 350 đời 2017 máy cơ. Hiện tại còn một mẫu duy nhất, đây là một mẫu xe tải máy cơ tải 3 tầng 19 với thùng dài lọt lòng là 3m7. Một mẫu đời 17 thì đã được lên gương cao hai mảnh cũng như là lên xuống kính chỉnh điện rồi. Mẫu xe tải tới từ Hưng Yên 89C16218. Hiện tại đăng kiểm của mẫu xe này nó còn tới tháng 4 năm 2024 và những cái mẫu đã 2017 đăng kiểm hiện tại vẫn đang làm một năm một lần. Chúng ta sẽ ngó qua tổng thành về sơn, xi, si, thùng bệ nội thất của mẫu xe này. Về phần sơn thì sơn đã có bắn tiểu qua một chút nhé, có bắn tiểu qua một chút cho sức sát. Đấy, bắn tiểu qua một chút thôi. Đó, đi vào phần nội thất thì sao nhỉ? Tất cả những mẫu xe này đều có hình ảnh chi tiết anh em mà đang quan tâm thì có thể là kết nối với em qua các số hotline được hiển thị trên màn hình. Em sẽ tư vấn gửi hình ảnh và tư vấn và review quay chi tiết hơn từng mẫu xe nhé nội thất rất cơ bản với ghế bọc da trần vẫn là trần nguyên bản chiếc xe đời 17 thì đã được lên gương cao hai mảnh và lên xuống kính chỉ điện rồi toàn bộ phần nội thất gần như không muốn thay đổi gì vẫn là vô lăng giả tích hợp bảng điều khiển ờ, có điều hòa và đài fm nhé đấy cửa số thì vẫn là 5 số tiến và một số lùi cũng rất là cơ bản thôi Đấy, gương cao hai mảnh thì nó sẽ tiện lợi hơn cho cái việc quan sát những cái phần lốp và phần phía sau nhé. Tiếp tới chúng ta sẽ cùng đến luôn với tới phần thùng bệ. Thì đối với dòng xe Olim 350 thì thùng vẫn chưa được mở lăm bừng, vẫn là thùng mở ba vách nhá Thùng mở ba vách với toàn bộ phần tôn thành thùng nhà máy này. Đấy, thùng mở ba vách này. Hiện tại thì phần thùng đây thì có thể thấy sơn của phần thùng vẫn còn zin nhé. Vẫn còn zin. Về phần sàn bên dưới thì cũng như cái mẫu xe dòng xe Olim thì đều là sàn sóng nhé, đều là sàn sóng, đây sàn sóng đây, với hệ thống là sắt xì đôi, sàn sóng thì vuông vắn không cong vóc nhé Sử dụng gian lốp, gian lốp của dòng này thì sẽ nó sẽ bé hơn một chút so với cái mẫu xe dòng xe Olin bảy trăm hoặc là ba new với dàn lốp sáu năm mươi sáu, lốp sẽ bé hơn một chút nhé Đó. Về phần sàn thì chiếc xe này cũng đã có lót sàn rồi nhá, chiếc xe này chỉ đã có lót sàn rồi với phần uh, sàn tôn bên trên và bên dưới là một lớp sàn sóng hiện tại thì ba bửng thành đều mở được hết cả ba bửng thành đều mở được hết cả ba bửng thành nhá đó ok và đó là chia sẻ về mẫu xe tải Thaco Olin 350 một mẫu xe tải đời 2017 máy cơ với mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe tải này nó đang là 235 triệu đồng và vẫn còn thương lượng cho anh em vị trí nhá